Nói xong à? Sao không được đúng rồi? Cũng ai lùm. Sao không được đúng rồi? Chụp à? Mày đừng chọn cái tao làm cái gì cho em. Từ từ, kinh kinh kinh, tao muốn làm kinh. Đâu đứng gần. Đây là đi đúng kiểu kinh không? Ngồi giữa là. Ngồi giữa là chùm này, đây này. Ngồi giữa. Mày ngồi vô đó. Ngồi này cánh cửa. Nói gì? Cho mượn điều thuốc đi về cười. Ơi, kia 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 bên này bên này bên này bên này, xem này ngon hơn. Sao chụp ảnh tao? Sao chụp ảnh tao? Sao cái chụp ảnh tao?